là điều thứ nhất. Anh yêu em nhiều hơn cả bản thân là điều thứ hai. Em không yêu anh nên an phận. Xem em là cả thế giới, người từng quan tâm lo lắng chờ đợi. Giờ em quay bước thân vội, anh chỉ biết nhìn dõi theo. Đại sao vậy? Nà cả nay thế. Tờ giấy đang khi tay em chẳng nắm, anh đã có tìm lại em trong đôi ký ức của